Theo ghi nhận, phường Khâm Thiên đã điều động lực lượng công an phường và tổ tự quản cắt cử người thường xuyên canh gác hai đầu đường Khâm Thiên, Lê Duẩn để hướng dẫn khách du lịch không đi vào đường tàu và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Bắt đầu từ hôm qua thì có các ban ngành với cả công an các thứ ấy đến thì cũng tuyên truyền và quyết định là gần như là giải tỏa, cấm. Thì hai bên hai đầu đường này thì các anh ấy cũng chốt, thì các bạn ấy không được vào nữa. Thì từ hôm qua đến giờ thì hầu như là khách không được vào nữa. Khu vực Khâm Thiên là địa điểm nằm cạnh ga Hà Nội nên số lượng tàu chạy qua khu vực này nhiều hơn khu vực Trần Phú, Phùng Hưng, nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông hơn. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện có đường sắt chạy qua chủ động phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành đường sắt để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông nói chung và đường sắt nói riêng.